để đi vào khoảng 200 sấm chiếu. Buổi sáng là cái chợ truyền thống, còn buổi chiều là như một cái dãy đường để ăn uống. Chợ 200 ai ở quận 4 chắc cũng biết rồi. Đây bán rất là nhiều đồ ăn vào buổi chiều. Còn buổi sáng là họ bán kiểu như là chợ truyền thống vậy đó. Đó. Thì sáng cũng có vài người họ bán đồ ăn. Bán bún bò, bún riêu, bún bún xua. Chui vào đây á thì nó hơi bị chụp. Chụp bởi vì ở đây là cái chợ mà nó phải chụp thôi. Sao người ta đi chợ? Có người nữ trà tím để bán trà tím mã hành. Rồi xanh kẹt cứng ngắt luôn, rất là cứng. Rồi kẹt cứng ngắt luôn, hết vậy. Thấy không? Thấy chợ. Đi qua đây rất là mệt luôn. Trong chợ lại lợi lắm. Dạ. Nướng 10.000 cái, 10.000. 10.000 cây bao ngon. Đường sấm chiếu mọi người ạ. Đây có bán cá nè. Đây mấy con cá tiện á, mấy con cá tặng á.